Cách Ten Hag phá kế hoạch phong tỏa Rashford của Xavi. Hoán đổi vị trí bộ ba tấn công, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã làm phá sản kế hoạch ngăn Marcus Rashford của Barca trong trận hòa 2-2 ở lượt đi Playoff Europa League tối 16 tháng 2. Đúng như thông tin được báo Tây Ban Nha AS đăng tải trước trận, Xavi đưa Ronald Araujo sang đá hậu vệ phải với nhiệm vụ theo kèm Rashford. Trong khi đó, Jule Kun được kéo vào giữa đá cặp trung vệ với Marcos Alonso. Xavi từng áp dụng chiến thuật phòng ngự này trong trận thắng Real 3-1 ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha ngày 15 tháng 1. Hôm đó, Araujo cũng đá hậu vệ phải và đã kiểm tỏa tốt Vinicius tiền đạo cánh trái của Real, còn Kun vào đá cặp trung vệ với Andreas Christensen. Trên sân Camp Nou hôm qua, Ten Hag không có lực lượng mạnh nhất khi Lisandro Martinez và Marcel Sabitzer bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng. Trong khi Donny van der Beek, Christian Eriksen, Anthony Martial, Scott McTominay và Anthony đều vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, Ten Hag vẫn có những điều chỉnh phù hợp để khắc chế kế hoạch phòng ngự của Barca. Theo đó, Weghorst, trung phong cắm cao 1m97 được huấn luyện viên Hà Lan kéo xuống đá hộ công như số 10 của Man United. Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi vui Weghorst là Manuel Fellaini mới. Khi còn làm việc ở sân Old Trafford, David Moyes, Luis Van Gaal và Jose Mourinho nhiều lần đẩy Fellaini lên đá cao trên hàng công để tận dụng khả năng không chiến của tiền vệ Bỉ. Giống Fellaini, sở trường của Weghorst là đón những quả tạt để đánh đầu hoặc làm tường trong vòng cấm. Nhưng Ten Hag quyết định sử dụng sức mạnh cơ bắp và không chiến của Weghorst để tăng cường khả năng tranh chấp của Man United ở giữa sân. Trước những tiền vệ có kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng tốt của Barca, Ten Hag từng thử nghiệm cách bố trí này trong trận thắng 2-0 trên sân Leeds ở vòng 23 ngoại hạng Anh ngày 12 tháng 2. Từ phút 61 khi tỷ số chưa được mở, ông kéo Weghorst xuống vị trí tiền vệ kiến thiết đẩy Marcus Rashford lên tiền đạo cắm, còn cầu thủ vào sân thay người Alejandro Garnacho chạy cánh trái. Cách vận hành này mang lại hiệu quả, giúp Man United áp đảo rồi ghi bàn trong hơn 10 phút cuối khi chủ nhà xuống sức. Rashford đánh đầu mở tỷ số từ quả tạt của Luke Shaw ở phút 80 trước khi Garnacho bứt tốc và ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0. Trong trận gặp Barca hôm qua, Bruno Fernandes một lần nữa được đẩy sang cánh phải, nơi anh có thể thực hiện những quả tạt hoặc dạt vào trung lộ để giúp Man United kiểm soát bóng. Cuối cùng, Rashford được đẩy lên đá trung phong cắm, bất chấp những màn trình diễn xuất sắc khi anh hoạt động rộng ở trận vừa qua. Theo báo Anh Sun Sport, những điều chỉnh mà Ten Hag thực hiện đã vô hiệu hóa kế hoạch của Xavi là cắt cử Araujo theo kèm tiền đạo người Anh. Huấn luyện viên Tây Ban Nha không thay đổi kế hoạch ban đầu khi để Araujo đeo bám Jadon Sancho, còn Kun đối đầu với Rashford. Rashford cũng tiếp đà thăng hoa khi in dấu giày vào cả hai bàn của Man United. Tiền đạo 25 tuổi xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm về góc gần hạ thủ Monte Stegen ở phút 53, rồi độc diễn bên cánh phải và tạt sệt vào trong chạm người Kun bay vào lưới phút 59. Anh còn phung phí cơ hội đối mặt vào cuối trận. Xé lưới Barca, Rashford có 22 bàn cho Man United trên mọi đấu trường mùa này, cân bằng thành tích tốt nhất của anh mùa năm 2019 đến năm 2020. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh không giúp Man United rời sân Camp Nou với chiến thắng. Các pha lập công của Marcos Alonso và Rafinha giúp Barca hướng tới trận lượt về tại Old Trafford ngày 23 tháng 2 với kết quả 2-2. Với việc luật bàn thắng trên sân khách không còn được áp dụng, Barca và Man United sẽ bước vào loạt luân lưu nếu tiếp tục hòa khi tái đấu tại Manchester. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.